Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt phổ biến quy định của Đảng Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực tới 175 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với gần 3.800 đại biểu tham dự. Đây là hội nghị hết sức quan trọng nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Thưa các đồng chí, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan trong toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực rất cần được các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên thấm nhuần và quán triệt sâu sắc, lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản và lâu dài, phát hiện xử lý được quan trọng cấp bách, kết hợp giữa xây và chống, giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh những hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực, kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước vững chắc, bài bản, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm gắn với phòng chống tham nhũng tiêu cực với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị này có thể coi là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh nhằm hướng tới thực hiện hướng dẫn số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận quy định của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tôi tin tưởng rằng sau hội nghị này, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực trên các phương diện về nhận thức đối với quan điểm, chủ trương, quy định, biện pháp của Đảng, Nhà nước về vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy, cơ quan, tổ chức đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương, quán triệt hai chuyên đề, những vấn đề cơ bản về tham nhũng tiêu cực và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhận diện hành vi tội phạm tham nhũng tiêu cực và công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng ở địa phương đối với công tác phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực, trong đó phổ biến nhiều điểm mới của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 như cán bộ công chức kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm. Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra kiểm toán xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua các hoạt động thanh tra kiểm toán. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị cơ quan điều tra xem xét khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Nếu sau khi kết thúc thanh tra kiểm toán mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành thanh tra kiểm toán về cùng một nội dung, thì trưởng đoàn thanh tra, trưởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan đã tiến hành thanh tra kiểm toán trước đó. Nếu có lỗi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Điều 72 của luật phòng chống tham nhũng quy định, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu người do mình trực tiếp quản lý giao nhiệm vụ tham nhũng. Cấp phó phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới. Người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật thì bị xem xét áp dụng tăng hình thức kỷ luật. Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nếu là thành viên của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thì còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức đó.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn yêu cầu trong thời gian tới, các ủy các cấp tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực với việc bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. Xác định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt. Công tác nội chính phải luôn kết hợp chặt chẽ phòng ngừa với chủ động tấn công. Trong đó lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, xử lý nghiêm minh, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị và quy định về những điều đảng viên không được làm. Với phương châm, đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Ban nội chính tỉnh ủy và các cơ quan nội chính tăng cường công tác phối hợp, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu giúp tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc